Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Trong truyền thuyết ngũ hành có 5 yếu tố tượng trưng cho môi trường sống của chúng ta, gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó, người mệnh thủy sẽ tượng trưng cho nước, vì thế mà những người mệnh thủy thường mang cho mình những nét đặc trưng riêng liên quan đến nghệ thuật hoặc vẻ đẹp mềm mại, nhu hòa. Người mệnh thủy thường rất khéo tay. Người có sức ảnh hưởng tới mọi thứ, giúp nuôi dưỡng và hỗ trợ mọi vật. Nó cung cấp sự sống cho mọi vật, kể cả con người. Đó là xét trên phương diện tích cực. Còn về mặt tiêu cực thì thủy tượng trưng cho sự hao mòn kiệt quệ. Vì vậy, những người mệnh thủy thật ra họ có tính cách như thế nào, có những màu sắc nào và những mệnh nào được xem là hợp với người mệnh thủy. Bên cạnh đó, còn rất nhiều thông tin liên quan đến phong thủy của người mệnh thủy. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Hành thủy là gì? Quan hệ trong ngũ hành. Ngũ hành, học thuyết đầu tiên của con người đề ra quan điểm trái đất sinh ra và vận hành nhờ có 5 yếu tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó, hành thủy tượng trưng cho mùa đông và các loại nước trên thế giới nói chung. Ngoài ra, thủy còn để chỉ bản ngã, nghệ thuật và cái đẹp. Thủy là một yếu tố vô cùng quan trọng và liên quan tới mọi mặt của đời sống con người. Nếu thiếu nước, con người sẽ không thể nào tồn tại. Thủy có đặc điểm đặc trưng nhất là hiền hòa, dễ thích nghi nhưng cũng rất mau thay đổi và khó đoán trước. Theo thuyết ngũ hành, 5 yếu tố vật chất kể trên luôn vận động và phát triển. Chúng không cô lập, tách biệt với nhau mà phụ thuộc vào nhau, tác động lẫn nhau. Mối quan hệ này gọi là sinh và khắc. 2. Tính cách, đặc điểm, vận mệnh của người mạng thủy. Tính cách, đặc điểm. Tính cách người mệnh thủy ra sao? Nếu là người tốt thì sẽ cực kỳ tốt, luôn quan tâm, chăm sóc cho mọi người xung quanh, giống như nguồn nước trong lành, nuôi dưỡng vạn vật. Nhưng nếu đã là người xấu thì họ cực kỳ mưu mô, khó lường và dễ dàng trở mặt. Vì thế, khi trò chuyện hoặc tiếp xúc với người mệnh thủy nên khéo léo và cẩn thận, không nên để mất lòng những người thuộc mệnh này. Phụ nữ mệnh thủy thường khá dịu dàng và mềm mỏng, nhờ thế mà họ dễ nhận được thiện cảm của những người khác giới. Đàn ông mạng thủy thường hướng nội, ít khi thể hiện suy nghĩ của mình. Bên cạnh đó, cả nam và nữ đều là người dễ thay đổi. Người mạng thủy có đời sống tình cảm phong phú, một khi yêu ai, họ có thể yêu một cách rất mãnh liệt, hoặc bởi bản tính hay thay đổi nên khá trăm hoa, trải qua nhiều mối tình. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá chú trọng vào chuyện tình cảm, khiến cảm xúc chi phối, ảnh hưởng đến sự nghiệp, vận mệnh. Sự nghiệp, người mệnh thủy có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới, nên họ thường là người có tài trong giao tiếp, ngoại giao và thuyết phục. Vì thế, bản mệnh có thể lựa chọn những công việc cần phải đi lại, giao tiếp nhiều. Bên cạnh đó, bản mệnh là người nhạy cảm nên sẽ lắng nghe và thấu hiểu với người khác. Họ có cái nhìn khá sâu sắc và thấu đáo với mọi việc. Nếu đứng ở vị trí quản lý, họ có khả năng mưu lược, vì thế hoàn thành tốt các công việc liên quan, quan trọng như lập kế hoạch, hoạch định chiến lược. Hôn nhân, người phụ nữ mệnh thủy thường đem lại cảm giác yên bình, tin tưởng cho người bạn đời của mình bởi họ có tính cách nhẹ nhàng, tinh tế, khéo léo, biết chăm lo cho người nhà của mình. Họ còn có thể sẵn sàng hy sinh tất cả cho chồng con. Đàn ông mạng thủy là người tình cảm, họ có thể mang lại sự ấm áp và yên tâm cho người vợ của mình. Họ là người quan tâm đến con cái, phải biết coi trọng hạnh phúc của gia đình. 3. Mạng thủy hợp mệnh gì? Ta có thể biết được câu trả lời nếu dựa vào quan điểm tương sinh, tương khắc trong ngũ hành đã được nêu ở trên. Cụ thể, người mạng thủy hợp với mệnh kim, mệnh mộc và hợp với chính mạng thủy. Nếu cả hai bên đều là thủy thì có thể hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều trong cuộc sống, hai người hòa hợp, làm ăn phát đạt. Nếu bạn thuộc thủy mà kết hợp với những người mệnh mộc thì cuộc sống gia đình hài hòa, sung túc. Tuy nhiên, bạn cần phải hy sinh cho đối phương nhiều hơn để bên kia được lợi.
Nếu kết hợp với mệnh kim thì đây là một mối quan hệ vô cùng cát lợi, bạn sẽ dễ dàng vươn tới thành công dưới sự mong đợi giúp đỡ của bên kia. Tuy nhiên, vì sao ta nên lựa chọn người hợp với mệnh của mình trong hôn nhân và làm ăn? Bởi nếu vợ chồng hợp mệnh nhau thì nhà cửa đầm ấm, các thành viên trong nhà hòa thuận, việc làm ăn thuận lợi, thậm chí phân lên như diều gặp gió. Nếu đối tác hợp mệnh, đôi bên sẽ cùng chung nhiều quan điểm, lợi ích hợp tác cũng sẽ đi đến thống nhất, ít gặp tình trạng bày mưu, tính kế, đâm sau lưng. 4. Mạng thủy khắc mạng gì? Những người mệnh thủy nên tránh kết hôn hoặc hợp tác với những người có mệnh khắc với mình. Bởi nếu kết hợp với họ, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, sẽ khắc khẩu hay bất đồng quan điểm. Ở bên cạnh những người không hợp mệnh gì thì việc cần phải biết là đôi bên cần phải hình dung, hòa và đặt mình vào vị trí của đối phương. Dựa theo quan hệ tương sinh, tương khắc, ta có thể biết được mệnh này khác với mệnh hỏa và ba mệnh thổ. Nếu kết hợp như mệnh này trong hôn nhân thì vợ chồng xung khắc như nước với lửa, gia đình có nhiều việc phải lo toan. Còn nếu phải làm ăn với những người mệnh này thì việc làm ăn gặp nhiều bất ngờ, họ khó có thể làm ăn lớn. Cụ thể hơn là về các mệnh hợp và khắc với thủy, bạn có thể xem thêm dựa vào ngũ hành nạp âm của mình. 5. Mạng thủy hợp màu gì, kỵ màu gì? Mệnh thủy hợp màu gì? Theo quan điểm của phong thủy thì người mệnh thủy hợp với các màu tương sinh và tương hợp. Cụ thể, các màu tương sinh gồm màu xanh, các màu thông hành kim như trắng, xám. Trắng thể hiện sự thuần khiết, giúp người sử dụng thoải mái tinh thần và suy nghĩ lạc quan. Màu xám lại có suy nghĩ tĩnh tâm và suy nghĩ chín chắn. Mệnh là thuộc hành mộc như xanh lá cây, giúp bản mệnh giảm nhẹ áp lực. Màu tương hợp tức là màu thuộc cùng hành thủy như màu đen, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, quyết liệt, hoặc màu xanh dương mang lại sự yên bình, thư thái. Nhưng dùng hạn chế các sắc thái đỏ, cam, tím thuộc hành hỏa, đặc biệt nên tránh thuộc hành thổ là nâu, vàng, bởi thủy sẽ bị thổ khắc, khiến bạn vất vả, không gặp nhiều may mắn. 6. Mạng thủy mua nhà hướng nào? Mua nhà là một trong những quyết định rất hệ trọng đối với mỗi người, và việc xem hướng mua nhà cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng tới quyết định của người mua. Mua được nhà hợp với mệnh của mình thì gia chủ sẽ làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Về mạng thủy hợp với hướng nào, mệnh thủy mua nhà hướng nào tốt? Theo thầy Gia Cát, chuyên gia phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy Việt Nam, cụ thể, hướng tốt nhất là hướng chính Tây, xu hướng nhà này sẽ bị nóng vào mùa hè, nhưng đây lại là hướng nhà giúp cho con đường tài lộc của mệnh thủy phát triển rực rỡ. Nhà hướng chính Bắc cũng có tác động tích cực đến vận trình, giúp sự nghiệp của bạn có những bước tiến phát triển vượt bậc. Hướng tốt thứ ba là hướng chính Nam, hướng này giúp bản mệnh tăng thêm sự quyết tâm, tự tin khi đứng trước các vấn đề trong xã hội. 7. Mạng thủy trồng cây gì? Mệnh thủy hợp cây gì? Những người mệnh thủy nên chọn các loại cây xanh hoặc màu sắc tương hợp hoặc tương sinh với bản mệnh của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn những loại cây sinh trưởng trong nước. Bản mệnh có thể tham gia trồng các loại cây rất phù hợp với mệnh của mình như cây lan ý, cây lễ hổ, cây thiết, mộc lan. Đá phong thủy cho người mệnh thủy. Tìm đá phong thủy hợp mệnh thủy, người mệnh này có thể chưa chọn rất nhiều loại đá phong thủy thích hợp. Tuy nhiên, bạn nên chọn những loại đá có màu phù hợp với bản mệnh hoặc có tác dụng cụ thể là tốt nhất. Bởi đá phong thủy không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn đem lại may mắn. Ví dụ, nếu muốn đeo lá để cải thiện sức khỏe, mạng thủy có thể chọn các loại đá như thạch anh trắng, thạch anh đen, thạch anh xám khói hay gỗ hóa thạch tự nhiên. Các loại đá này giúp tinh thần người đeo nhẹ nhõm, thoải mái, đồng thời thanh tẩy các nguồn năng lượng xấu. Đá mắt hổ xanh đen, thạch anh đen, đá núi lửa obsidian có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy sự nghiệp của người mệnh thủy. Sử dụng các loại đá này, bạn có thể giải quyết thuận lợi những khó khăn trong cuộc sống, gặp nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp hoặc kinh doanh, buôn bán. Còn nếu có nhu cầu thúc đẩy các mối nhân duyên, mong sớm gặp được người như mong muốn, mạng thủy có thể tham khảo các loại đá thạch anh, tóc đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Mạng thủy hợp với nghề gì? Nghề mệnh này có thể lựa chọn nghề dựa trên đặc điểm tính cách hoặc điểm mạnh của mình. Tử vi thấy, đa số người mệnh này đều thích nghi với hoàn cảnh, khá giỏi giao tiếp, không chủ động gây mâu thuẫn với bất cứ ai, nên thường được nhiều người yêu mến.
Đàn ông mệnh này thường sống khá nội tâm và kín đáo, chỉ những người thân thiết mới hiểu rõ được họ. Còn phụ nữ mệnh này thì ngọt ngào và nữ tính, rất dễ được lòng phái mạnh. Các nghề cần khả năng giao tiếp hoặc di chuyển bao gồm nhân viên tiếp tân, quảng cáo, tiếp thị, bán hàng, hướng dẫn viên du lịch, cách nghề hàng hải hoặc vận trái. Nếu bản mệnh muốn làm các lệnh liên quan đến kinh doanh thì có thể tham gia vào các hoạt động, các công việc giao dịch tài chính như ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công ty bảo hiểm. Còn nếu bạn định đi tìm những công việc mới với chính mệnh của mình thì có thể tham khảo các nghề liên quan tới nước như nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất thức uống, nghiên cứu hóa chất, nhân viên cứu hộ, giáo viên. Người mệnh khuyết thủy là người sinh vào các tháng Tỵ, Ngọ, Mùi, tức khoảng từ mùng 5 tháng 5 đến mùng 8 tháng 8 dương lịch. Những người này có bát tự hỏa rất vượng mà thiếu. Nếu hỗ trợ nên cho dù cầm tinh con gì cũng sẽ là mệnh khuyết của thủy. Ngoài ra, những người sinh vào tháng 11 Tuất, tức là khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 10 đến 9 tháng 11 cũng là mệnh khuyết thủy. Thời điểm mộc quá vượng khiến cho thủy bị suy. Những người mệnh khuyết thủy cần tăng cường các yếu tố thủy trong cuộc sống để bù đắp vào sự khuyết thiếu bẩm sinh về ngũ hành. Cách cải thiện số mệnh tốt nhất là bản mệnh nên lựa chọn quần áo, phụ kiện, thậm chí là nghề nghiệp, nơi ở hợp với mệnh thủy. Bạn cũng nên hợp tác làm ăn hoặc kết hôn. Những người đã có chủ, hành thủy sẽ giúp cuộc sống gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, việc nuôi cá phong thủy có tác dụng rất tốt nếu người có mệnh khuyết thủy muốn tăng cường vận thế. Ngoài ra, nên hạn chế sử dụng các yếu tố thuộc hành hỏa và mộc. Vì vậy, sẽ khiến yếu tố thủy trong mệnh của bạn càng suy yếu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!